chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn ông bà xưa có câu xuất giá tòng phu có nghĩa người con gái khi xuất giá phải theo chồng thế nhưng xã hội ngày nay có không ít chàng rể sau hôn nhân phải xuất giá về ở bên nhà vợ. Cuộc hôn nhân giờ không chỉ có hai người mà là cả gia đình bên vợ. Để hiểu về thân sống bên gia đình vợ, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện truyền thanh Ở rể của tác giả Trần Mỹ Xuyên. Qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên: Tường Duy vai Long, Kim Liên vai bà Hai, mẹ của Long, Ngọc Loan vai Hà, vợ của Long, Duy Hằng vai bà Tư, mẹ của Hà. Hồ Trải đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Cảnh tại nhà bà Tư, Long đi dạy về, vừa bước vào nhà thì nghe tiếng mẹ vợ đang nói chuyện điện thoại. Dạ, tôi khỏe, chị cũng khỏe ha. Sao, con gái chị đi lấy chồng, bỏ chị ở nhà một mình hả? Sao chị không bắt rễ như tôi đi nè? Ở rễ, xuống muốn chết còn đòi hỏi gì nữa? Mọi thứ có sẵn, nó tu kiếp trước á mới được vô ở rễ nhà tôi đó. Đúng là chuột xa hữu nếp chị ơi. Thôi, tôi cúp máy nha. Bữa khác mình nói chuyện tiếp. Dạ, thưa mẹ con đi làm mới về. Ừ, lên thay đồ rồi kêu vợ con xuống ăn cơm. Chắc nó mệt hay sao á, mà về nãy giờ còn nằm trên phòng. Con lên coi làm sao? Dạ. À khoan, Long nè. Dạ. Con ngồi xuống mẹ nói chuyện với con một chút. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ tính rồi, mai con làm đơn xin nghỉ việc đi về làm công ty của mẹ vừa lương cao vừa có người đỡ đần mẹ trong công việc dù sao á người nhà quản lý mẹ cũng yên tâm hơn sau này công ty đó cũng là của vợ chồng con thôi dạ nhưng công việc hiện tại á là niềm đam mê của con mẹ à đó là niềm đam mê lúc con còn trẻ chưa có gia đình chứ cái nghề gõ đầu trẻ thì lương một tháng vài triệu sau này con còn phải lo cho vợ con nữa hiện nay á con ở chung với mẹ do mẹ lo hết nên con mới được thoải mái như vậy Con sẽ cố gắng để lo tốt cho vợ con của con Nhưng mẹ đừng bắt con phải bỏ công việc mà con yêu thích Mẹ không muốn nói nhiều Mẹ đã suy nghĩ và quyết định rồi Nếu con không muốn tự mình viết đơn xin nghỉ Thì để mẹ điện thoại cho Mẹ để con bàn lại với vợ con Rồi con sẽ trả lời mẹ Thôi con lên lầu nghe mẹ Mẹ là chủ cái nhà này Lời mẹ nói ra là mệnh lệnh Con chỉ có phục tùng Không việc gì phải bàn bạc lại cả vợ con cũng phải nghe lời mẹ thôi lòng buồn bã bỏ đi lên lầu đây không phải là lần đầu anh phải nghe những câu mệnh lệnh thế này nhưng hôm nay yêu cầu mẹ vợ đưa ra quá bất ngờ nhất thời anh không cách nào chấp nhận được thấy chồng đi làm về vẻ mặt không vui hà lo lắng hỏi anh mới đi dạy về hả sao em thấy anh mệt mỏi vậy bộ có chuyện gì hả anh anh à, à, mà thôi lúc nãy nghe mẹ nói em mệt hả Em có làm sao không? Hôm nay á, con đạp nhiều làm em hơi mệt. Bác sĩ nói á, con mình được 6 tháng rồi đó anh, nó hiếu động á nên cứ đạp mẹ. Em nè, anh tính bàn với em việc này. Lâu rồi á mình không về quê thăm má. Hay ngày mai được nghỉ á, vợ chồng mình về quê thăm má nghe em. Để em xin phép mẹ rồi vợ chồng mình đi. Lâu rồi á em cũng nhớ không khí dưới quê, nhớ món canh cua đồng của má quá. À. Con thèm canh cua á thì mai á mẹ nấu cho ăn không việc gì phải đi đâu chó mệt mẹ không đồng ý con bầu bì đi đường xa không có tiện mẹ ơi con với anh long lâu rồi á chưa về thăm má chồng con hơn nữa từ đây về quê có năm chục cây số con ngồi xe hơn một tiếng là tới rồi không có mệt đâu mẹ ơi về quê á thì lúc nào mà về không được vợ con bầu bì đi lại khó khăn mệt mỏi nguy hiểm lắm ngày nghỉ á con nên chở vợ con đi đâu đó thư giãn thì đứa nhỏ nó mới thông minh chứ Mẹ mua sẵn hai vé xem phim cho con rồi đây nè Dạ nhưng Không có nhưng vậy gì cả Mẹ nói thì con chỉ cần dạ Nghe lời mẹ thì không sai đâu Thôi Hai vợ chồng xuống ăn cơm Mẹ dọn sẵn rồi Ủa má Sao má lên đó mà má không cho con hay á Để con đi đón má Má đi xe có mệt không má Mấy tháng rồi không có thấy vợ chồng con về chơi. Má nhớ hai đứa quá. Sẵn lúa thóc xong rồi. Má lên thăm chị Xui với vợ chồng con luôn. Ai vậy Long? Ủa? Chị Xui? Chị mới lên hả? Thưa bá mới lên. Sao má không điện thoại để anh Long ra đón má? Dạ, yeah, chào chị Xui. Tôi nhớ tôi nhỏ quá nên lên thăm. Chị khỏe hả chị? Tôi khỏe. Khoan khoan, chị xách cái gì mà hôi quá vậy? Dạ, yeah nhà có con gà má giàu đang đẻ trứng tôi đem lên cho con dâu nó tẩm bổ long con đem con gà ra ngoài sân đi thúi quá con coi nãy giờ á nó có làm vô chỗ nào lau sạch cho mẹ chị xui à trên đây đâu có thiếu thứ gì chị xách gà dịch theo chi cho nó mệt có tiền thì muốn gì mà không có má biết con thích ăn cháu gà nên má đem lên cho con hả má con cảm ơn má cháu nội của má có lọc ăn rồi nè vậy để chiều á anh làm gà nấu cháo cho hai mẹ con ăn nghe thôi thôi đem cho ai á thì cho đi vợ đang bầu bì kiên kỵ không được cắt cổ gà trong nhà với lại á gà nuôi dưới quê biết có khỏe mạnh hay không hay dạ chị xui yên tâm đi gà nhà nuôi cho ăn lúa nên nó khỏe và thịt ngon lắm chị người nhà quê như chị á có sức khỏe ăn gì mà không được còn mẹ con tôi ở đây ăn đồ siêu thị đã qua kiểm dịch quen rồi thôi Má đi đường chắc cũng mệt rồi Để con đưa má lên phòng nghỉ nha má Long à Má thấy con ốm đi nhiều đó Ốm gì mà ốm Đi dạy về á là có sẵn cơm ăn Có sẵn nhà đẹp để ở Còn muốn gì nữa Tôi nói á Con trai chị á Tu mấy kiếp mới được vô làm rễ cái nhà này đó Dạ Cảm ơn chị xui thương mà lo lắng cho thằng Long Ôi Thì mũi dạy lái phải chịu đòn Con gái tôi á Là con một thiên kim tiểu thư phải lòng anh thầy giáo nghèo vì thương con á nên tôi đành chấp nhận chỉ cần con chỉ biết điều an phận thủ thường ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ không bạc đãi đâu thôi mẹ để anh long đưa má con lên phòng nghỉ đi chắc má chồng con á đi đường cũng mệt rồi à má ơi má ăn gì chưa má lên rửa mặt á rồi xuống ăn cơm luôn nghe má để con hâm nóng đồ ăn lại má má ăn cơm ở nhà rồi mới đi con Dạ xin phép chị xui cho tôi lên nằm nghỉ một chút Khi còn có hai mẹ con Bà hai không kìm được nước mắt Long à Dạ Má Má không nên lên đây đúng không con Má Con Con xin lỗi má Long à con sống có vui vẻ hạnh phúc không con? Má thấy... Má à, vợ con á thương con lắm. Con sống cũng được. Má đừng có lo nha má. Má biết, nhưng chị xui... Mẹ vợ con á làm giám đốc công ty, quen ra lệnh cho cấp dưới, nên nhiều lúc con phải nghe lời. Dù thực sự trong lòng con á cũng có một chút không thoải mái. Ngày con đưa má lên nhà gái dặm hỏi á, Chị xui ra điều kiện phải ở rễ mới cho cưới má đã đoán được phần nào cuộc sống của con sau này. Ở rễ nhà giàu chẳng sung sướng gì đâu con. Nhưng má tôn trọng quyết định của con trai má. Dạ, má yên tâm. Con sống hạnh phúc lắm má. Cái miệng con nói dối rất là dối. Nhưng con mắt con lại không có biết nói dối. Má, má đừng có lo. Con biết mình đang làm gì mà má. Má khỏe không nè? Lúa nhà mình mùa này trúng không má? Cũng được con. Long nè. Dạ. Má mới bán lúa Con cầm ít tiền lo cho vợ con Mua đồ ngon ngon cho nó ăn Phụ nữ mang thai phải ăn uống đủ chất Đứa nhỏ mới khỏe con Má ơi mẹ vợ con lo không thiếu thứ gì trong nhà Vợ con không thiếu thốn gì đâu Má cất tiền đi má Má sống một mình không có con bên cạnh Lỡ bệnh hoạn còn có tiền để phòng thân nữa má Má có một mình con à Không cho con thì cho ai Má sống ở dưới quê á Gà trong giường, cá trong ao ra ngoài ngõ Đâu có xài tiền nhiều Trái lại con là đàn ông Đừng để cuộc sống mình phải phụ thuộc vào người khác Như vậy mới sống thoải mái được con à Vậy má nằm nghỉ đi má Con chuẩn bị đầu giờ chiều còn có tiết dạy Chiều con về sớm chở má đi vòng vòng chơi cho biết nghe má Ừ, má tính ở chơi với vợ chồng con vài ngày rồi má về Bỏ nhà cửa lâu, má cũng không có yên tâm Dạ, má nghỉ ngơi đi má Buổi chiều đó khi Long vừa đi dạy về Thì nghe tiếng bà Tư bực bội Tôi nói chị rồi Kêu chị đi ra ngồi ghế coi tivi đi Tôi nấu cơm chín á Rồi mời chị vô ăn Ai mượn chị vô đây làm chi Làm bể cái dĩa thủy tinh của tôi rồi Thấy chưa Tôi tôi thấy chị xui nấu cơm một mình Sợ chị cực Tin giúp chị Ai ngờ tay chân tôi dùng về quá Xin lỗi chị xui Lỗi phải gì Mà chị xui nè Chị nhớ á, thì chị điện thoại gọi video là thấy hình nó rồi Lên đây làm cái gì Dạ chị xui nói phải Mai mốt tôi sẽ không lên đây nữa Cảnh buổi tối khi chỉ có hai vợ chồng Em à, anh có chuyện muốn bàn với em Chuyện gì chị anh? Anh tính bàn với em nè, Má mới cho anh một ít tiền, anh cũng để dành được một ít. Vợ chồng mình vay ngân hàng thêm là có thể mua được căn nhà cấp 4. Em thấy làm sao? Tự nhiên sau anh đòi mua nhà, mẹ sẽ phản đối cho coi. Mọi thứ đều có mẹ lo hết. Chính vì mọi thứ mẹ đều quyết định hết, nên anh mới thấy không có thoải mái. Em có biết trưa nay mẹ đã đề nghị gì với anh không? Mẹ kêu anh làm gì vậy? Mẹ kêu anh xin nghỉ đi dạy, vô làm công ty mẹ. Trước giờ sống trong nhà Anh tôn trọng mẹ như má của anh Nhưng em hiểu cho anh Anh còn có lòng tự trọng của một người đàn ông Anh có thể lo tốt cho vợ con anh mà Em là con một Anh kêu em bỏ mẹ sau đành Lúc cưới nhau á anh chịu ở rễ mà Em đi rồi á Ai lo cho mẹ chứ Em cũng biết á Má anh ở một mình Nhưng má chưa bao giờ ép buộc anh phải sống chung Má tôn trọng quyết định của anh Má muốn vợ chồng mình hạnh phúc Anh không về quê thì má lên thăm chưa bao giờ má gì bản thân mà ép anh làm điều mà anh không muốn để em khuyên mẹ chứ chuyện ra riêng á em thấy không nên anh à anh đã đã quyết định rồi nếu em không đồng ý anh đi sáng hôm sau hà thức dậy thì không thấy long đâu chỉ nhìn thấy lá thư long để lại trên bàn mẹ ơi anh long á bỏ đi rồi nè tại mẹ hết á bữa nay nó ăn trúng gì mà gan dữ vậy có ngon á thì đi luôn đừng có về nữa anh Long á, bàn với con Muốn con ra riêng Nhưng con không có chịu Anh ấy nói á, nếu một tuần nữa Con vẫn không có câu trả lời á, Anh ấy sẽ ra ở riêng Cái thằng này Ở chung mẹ lo mọi thứ Thì nó còn muốn gì nữa Mẹ ơi không phải cuộc sống đủ đầy là hạnh phúc đâu Sống chung á, mà mẹ quá khắc khe Áp đặt Khiến anh Long á, không thể thở nổi Con là con gái của mẹ Còn thấy khó chịu Huống chi là anh Long ảnh thương con á nên mới chấp nhận ở rễ ảnh thương mẹ như má ruột của mình ảnh cũng muốn hiếu thảo với mẹ nhưng lúc nào á mẹ cũng nghĩ ảnh ăn bám nên bắt anh ấy á phải sống theo ý của mẹ bộ mẹ làm như vậy là sai hay sao mẹ không sai á khi thương yêu con cái nhưng mẹ sai á khi xem anh long á như người ăn bám nhà vợ nên mẹ bắt ảnh phải tuân thủ mọi nguyên tắc vô lý mẹ đưa ra chẳng lẽ mẹ sai rồi sao con khi anh long chấp nhận ở rể á là anh đã chịu thiệt thòi rồi đáng lý ra mẹ phải thông cảm cho ảnh mẹ thương ảnh á thì chắc chắn á ảnh sẽ thương mẹ như vậy á mẹ không chỉ có thêm rể mà là có thêm người con trai đó mẹ giờ mẹ phải làm sao đây con phải thay đổi thôi mẹ mẹ phải biết bỏ bớt cái tôi của mình suy nghĩ cho cảm giác của người khác thì con tin á anh long sẽ yêu thương mẹ và ảnh sẽ quay về giờ á Mẹ con mình nó xuống thăm và xin lỗi má anh ấy Để ảnh thấy thành ý của mẹ Con nói đúng Sẵn tiện mẹ rước chị xui lên chơi vài bữa luôn Con cảm ơn mẹ Đã vì hạnh phúc của con Quý vị và các bạn thân mến Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Ở rễ của tác giả Trần Mỹ Xuyên Đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh Của Đài Phát Thanh Vĩnh Long tạm dừng Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện Xin nói lời chia tay Hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt